Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ về nội dung khi tư vấn bơm mỡ mặt hay là bổ sung mỡ mặt đó thì các bạn cần biết điều gì. Như vậy, để nắm được kiến thức này, điều đầu tiên tôi và các bạn cần xác định là tại sao chúng ta cần bổ sung cái mỡ lên khuôn mặt. Chúng ta bổ sung cái mỡ lên khuôn mặt vì chúng ta thấy khuôn mặt của mình tự nhiên hốc hác đi, bắt đầu những cái xương này nó lộ ra, hay một số bạn là đã đặt sống mũi theo thời gian, cái da này nó mỏng, chúng ta cần bổ sung cái mỡ. Như vậy, chúng ta cần bổ sung ở đây là vì chúng ta thấy khuôn mặt nó hốc hác, nó lộ những cái phần xương tự nhiên ra, chứ không phải đi lấy cái mỡ để rồi bổ sung cho cái mặt nó phính ra, là không bao giờ có chuyện đó. Tại sao? Bởi vì mỡ nó là mô mềm, nó không có chỗ bám dính, mỡ nó không bám từ xương đến xương, cho nên các cái suy luận của bạn là tôi bơm cho cái mặt tôi nó phình ra là nó sẽ sệ. Vì vậy cần xác định lại là chúng ta đi bơm mỡ mặt là để khuôn mặt có sự căng và đầy đặn, chứ không phải cho nó phúng phính, nó phình ra. Thế thì bước vào trong cái việc tư vấn, các bạn nhớ rằng mỡ lấy từ đâu? Mỡ lấy từ chính cơ thể của các bạn, lấy vùng nào cũng được. Nhưng thường thì các bác sĩ sẽ lấy cái vùng bụng, bởi vì hút một chỗ thôi, còn lấy ở những vùng đùi, vùng cánh tay là chẳng lẽ lấy bên đây là bên đây chừa lại. Vì vậy thường là lấy vùng bụng. Mỡ sau khi lấy ra, các bạn cần phải nắm tiếp là lấy ra rồi xử lý cái gì để rồi đưa lại. Buộc phải xử lý y như một công nghệ chiết tách tế bào. Có nghĩa khi chúng ta lấy mỡ ra, có nghĩa là hút mỡ đó, thì nó ra một cái hỗn dịch bao gồm mỡ bể, những mô sợi, mỡ hạt. Công đoạn đầu tiên đơn giản nhất là người ta sẽ quay ly đâm, ai cũng sẽ tiến hành làm thế. Quay xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành qua một cái màng lọc và chiết tách nó ra. Chỗ đó mới là quan trọng đó. Em Cát sẽ giới thiệu cho bạn nguyên một cái công nghệ chiết tách đó ra, nguyên một cái phòng chiết tách đó ra. Và khi chiết tách xong, người ta sẽ trả lại để cho cái bộ phận mà xử lý mỡ bổ sung lại cho các bạn liền. Cái phần chiết tách này, chúng ta ra được hai câu chuyện. Một là chúng ta ra cái mỡ hạt để làm cho những cái vùng này nó đầy đặn lại. Vai trò lúc đó mỡ hạt nó giống như là filler. Phần thứ hai của chiết tách đó, chúng ta ra được cái SPF. Và trong cái SPF đó nó có tế bào gốc. Tôi nhắc lại chỗ này ha, sau khi hút mỡ xong, chúng ta sẽ qua ly tâm, qua chiết tách. Chỗ chiết tách đó là quan trọng, các bạn cần biết công nghệ đó là cái gì. Chỗ chiết tách đó chúng ta ra được hai phần, mỡ hạt và SVF. SVF là gì? Nó là stroma vascular fraction. Trong cái SVF đó nó có tế bào gốc. Vậy thì với mỡ hạt người ta được đưa lại thì nó làm cho da của bạn đầy đặn lại, căng lại. Kể cả những cái mũi mà nó bị mỏng da thì cũng dùng cái mỡ hạt đó để đưa lại. SVF đó làm cái gì? SVF đó có thể áp dụng cho những bạn bị nám, bị sạm. SVF đó đừng nên bỏ. Và như vậy chỉ có những nơi có công nghệ thật sự thì mới ra cái SVF hoàn chỉnh cho các bạn được. Các bạn nên yêu cầu điều đó, đừng bỏ cái SVF. Thậm chí SVF đó nếu chúng ta biết nữa thì chúng ta làm ra được những cái mỹ phẩm sinh học cho chính các bạn. Như vậy tóm lại, trong cái kiến thức đi tư vấn về bổ sung mỡ, các bạn hãy quên là các bạn hãy quên đi cái chuyện là làm cho cái mặt của tôi nó phúng phính phình ra, bởi vì mỡ nó không bám được, càng đưa phúng phính thì nó càng sệ. Điều thứ hai là chúng ta bổ sung cái mỡ để cho da nó có độ căng, để nó che được những cái khiếm khuyết của xương mà đáng lẽ trước đây nó đầy đặn. Điều thứ ba là trong kỹ thuật các bạn phải nắm là bên cạnh cái việc hút mỡ, quay ly tâm, đó là đơn thuần rồi, đó là dễ rồi, ai cũng có thể làm được hết trơn á. Nhưng cái chỗ quan trọng ở đây là kỹ thuật chiết tách nó ra. Chúng ta chiết tách ra được mỡ hạt, chúng ta chiết tách ra được SVF. Cái SVF đó phải quay lại phục vụ cho cái da mặt bị nám sạm, bị sẹo rỗ, thì điều đó mới là điều quan trọng. Chia sẻ các clip này, tôi mong là các bạn hiểu đúng là bổ sung mỡ mặt nhằm mục đích gì, và trong cái phần kỹ thuật đó, điều gì là quan trọng trong cái việc hút mỡ để bổ sung lên. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.